Dạ em Hương miền Tây xin kính chào cô chú anh chị trong và ngoài nước đang xem trên kênh của em ha. Ở đây không biết cái gì mà mấy đứa em nó kêu phụ 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 không biết gì đây. Cái gì? Gì vậy Diêm Anh? Tám chuyện. Kè 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 vô tới kìa. Ô, vô tới kìa. Ô, đẹp quá. Hả? Làm gì? Ô, quá đẹp. Ê ê. Đậu đây đi, đậu đây đi. Nó ngã thành chậu rồi nè. Ngã thành chậu rồi. Tháo dây đàn ra dựng lên. Kệ nó để tháo ra cái. Không cần phải tháo dây đàn đâu. Trời ơi, bà chạy gì đâu quá, bà đua xe chứ. Bà đua xe chứ bà chạy. Trời. Chạy. Nghiêng nó nghiêng chứ phải ngã nó nghiêng. Nó nghiêng thôi chứ không phải ngã. Ồ, đẹp quá. Ưu tiên cho mà chú có mà 400 à. Đẹp quá, đẹp quá. 400 cái. 400 cặp ha là một cái. Một cặp vậy là 800 hả? Đẹp quá. Cái này là 5 chậu luôn. Sao gung dưới Ngọc? Dạ. Sao gung mày? Gung đâu nặng. Ôi. Rồi giờ đi vòng rồi nghe đi. Này Diêm Minh mua dễ hả? Đi Hồng Ngọc. À vậy hả? Năm em, năm chậu. Nhỏ luôn hả? Tiến qua đây đi luôn. Tiến khách, tiến khách. Tiến khách. Chị Hai vô bưng mấy cái chậu kia phụ kìa chị Hai ơi. Chị Hai. Vô bưng mấy chậu kia phụ kìa. Bông xuống giờ bả mông mà bả chất ngược ta lại nữa. Nhỏ chắc má bà quýnh bà lắm. Ờ quýnh ta không chứ ai quýnh tôi. Má bà quýnh bà ơi. Chết luôn. Đây, quýnh má tôi luôn. Bây giờ bà quýnh má bà. Bà tôi quýnh má tôi chứ má nào quýnh tôi. Chết rồi. Bó tay rồi, bó tay. Thôi mình để vô cái góc này đi. Cát đất rơi vô đây thì cũng nằm dưới đây luôn. Anh em là làm bây giờ hai chậu đổi cái cúc tâm sao màu vàng này vô chậu đó hả? Đúng rồi. Sau chậu mình bỏ mấy cái chậu cũ đâu anh Ngọc? Bây giờ nhỏ tới vô rồi, này lên kiếm cùng dây á. Cột lại. Ta làng nó lại. Đúng rồi. Để nó bật ra. Nó bè. Nó bè ra nó. Nó bè cái nó gãy hết à. Phải cột lại, nó túm lại nó mới đẹp. Bà chị môi bưng lên phụ đi. Môi mấy chậu này nè. Thôi nè em làm đi chị làm cho. Em cầm đi chị làm cho. Rồi thôi. Bưng sát ở dưới hai. Cái này xôi nâu. Xôi nâu. Bánh chuối. À, vì em làm phụ nha. Ai cầm điện thoại thì khỏi phụ. Nam nắm giùm đội ơi Nam. Nam ngồi rồi đó, khỏe quá trời ta. Nam vô nha, Nam. Được rồi, được rồi. Thôi vậy được rồi, được rồi. Chưa đắt rồi. À Diêm Minh cần lấy dây túm nó lại Diêm Minh. Để nguyên cái chậu và cái vỏ vậy luôn hả? Cắt đi anh ơi. Phải cắt đi. Cắt thế mới được. Cắt đi. Lấy kéo cái nó bung ra hết rồi. Lấy kéo cắt đi cái này nó gãy bám nhiều quá. Cái chậu nó vòng vòng rồi có vòng liền. Nãy giờ bà kia bà chửi ông kìa. Bà kia bắt đầu đập ông đó. Bà
dông rồi. Anh nói mới kiếm dông. Cái này bà, cái này bà diệt dông luôn chứ không có để dông diệt nữa. Trời ơi, nó chỗ ở đây luôn nè. Đúng rồi. Okay không? Chỗ nó đâu ăn vô đây chỗ ở đây. Cái này là trồng từ nhỏ tới lớn nè. Con qua đây chỗ nó chỗ. Con qua đó đứng trống đi. Cái này cũng luôn. Đúng rồi. Rồi ai cắt ai lấy nha. Mình túm ở trên đó mình. Túm ở trên cho mấy bà này gỡ ra chứ. Đó. Vừa cắt ở dưới cái nữa kìa hai ơi. Thì bởi vì mình mới cắt ra đó, cắt lấy cái kéo cắt đi vậy, lấy cái kéo cắt đi cho nó thấy đàng hoàng đi, cho nó đứt ra. Đúng rồi, đưa cái chậu này vô cái nhìn thấy có khác luôn á, khác liền á. Từ từ đi, từ từ làm chậu nào cho xong chậu đi Hương. Anh đưa anh thấy để cái này ra nhiều đi, tại vì nó hơi nhô lên nha. Mò sâu sâu ra đi. Chị hai cắt hai bên luôn đi, chị hai lấy ra cho dễ chị hai. Đó, cắt hai bên cái làm dễ không? Đó, chị thấy để sâu xuống đẹp á Minh. Đó, cái đó hồi mình nhổ lên mình lấy lại mình làm lại. Ờ bây giờ mình làm cái này làm sao? Ừ. Mình bỏ sâu xuống đi. Rồi ai vô đất vô đi nha. Nè hút đất đi. Rồi em vô đất đi. Mình cắt ôm mình mà bỏ cho nó sâu dưới luôn, mình khỏi túm lại. Đúng rồi. Bỏ sâu cái ấy đất vô nữa là nó túm lại đẹp rồi, vừa y luôn á. Sâu xuống chút nữa Ngọc. Mày cao nè. Nó thấp cái này cao lắm. Mồi cái giữa á, mồi cái đất giữa ra. Đó. Cái chân nó cao. À. Cao nhưng mà vậy cũng được rồi đó. Ê bỏ cái bên đây nè, bỏ cái bên chị với chị hai ơi. Có người bỏ nhà vô dễ vô. Ok. Đẹp ghê. Vô đất cái nó túm lại à. Đẹp ghê. Vô đất cái nó túm lại. Cái mình sẽ làm mình cho nó. Phương kéo cái chậu này. Minh xích cái chậu này ra một chút Minh. Minh xích ra một chút, Làm thì mình ốp nhẹ thôi gì nè. Rồi xích cái chậu kia ra kìa để nó vướng cái cây bông giấy kìa. Cây bông giấy của chị Đường Lý á. Rồi xích này ra Phương. Phương xích cái chậu này ra miếng nữa. Nè. Vậy. Xích chậu này ra. Mình cắt cho nó bung nha, mình dễ tét ra. Này rồi, màu vàng rực rỡ. Chị bưng giữa ra kìa, bưng giữa. Màu vàng rực rỡ. Rồi, còn cái nữa đâu? Tiền cái mình nấu rồi thì mình lấy rồi. Ủa, muốn 5 chậu hả ta? 5 chậu. Thì thay 5 cái này. Cái này 5 cái hả? 6? 5 mà hả? Mà có 5 cái đế hả? 5 cái đế trọng. Bảo chính ra. Mua 5 cái thôi. Mua thứ 6 thì thành chú thứ 6 sao? Ủa, cái này chắc phải lấy dây cột lại. Không lấy dây cột nó bè. Con nói chứ cũng né tay em nghe chị. Chị đâu có cắt bên đó đâu. Kêu Thảo ra kìa. Để né cái giấy ra kìa. Nhưng mà phải lấy dây túm lại mới được. Nó bè lắm. Tại nó hông mà, cái kia hoài. Nó bè sao nó gãy á chứ. Nó hốt thì mình rinh ra đây. Ồ đắt vậy ha.
cái này mình có muốn ấy thì nữa mình lên sửa là sao? Cái này đắt xong chưa? Rồi. Ơi, mình sửa luôn nghe, cái này nó không bị nghiêng nè. Sửa đi, cái nào mình sửa cho xong luôn. Cái lúc mà mình vô đất mình sửa luôn nha, nó hơi bị nghiêng qua đây nè. Mấy chậu cúc kia hả, giục ra rồi đó. Cúc tháo ra cầm vô chích ra để nó dướng kìa hai. Để thưa thưa ra coi. Trời. Đúng là cây hoa mà ở yên chỗ cũng không được. Vừa cho con ta vô nhà mới sáng giờ đuổi ra ra. Mấy cái bọng. Vừa chỗ mới sáng giờ nắm đầu con lôi ra. Chơi kỳ quá. Mấy cái bông còn sống cũng không yên. Chị đợi nhắm cái cho nó ngay rồi mình chỉnh. Mở đi cân đừng nhắm ha Minh à. Mở đi đừng nhắm. Nhấp cho bạn lại. Cái nào không đều quá cái ra đi. Để thì mình làm xong rồi mình lấy. Mình làm xong rồi mình tỉa lại. Cái nào mà nó nghiêng quá cái mình lắp đất mình nhận vô cái góc đó đó Hương. Là nó sẽ đứng lại. Năm chậu. Ở đâu xỉu qua đâu. Ở đâu Hương? Ở đâu vậy? Đèn. Đồ thiền binh nó đi từ trưa giờ về nó nói thiền binh. Ngọc cái chậu này nó nghiêng phía bên kia Ngọc. Đó, nghiêng phía bên cái tay bên đó. Ừ đó, nghiêng bên đó, nhét đất vô bên đó. Cột lại hơ hơ chứ nó bè ra nó đâu có đẹp đâu. Nó bè ra luôn mà, tôi mua mình bè mà. Chơi tính lợi thì tôi mua mình bự rồi anh vậy. Đã nó không có cột. Cái bình cái chậu ong đó. Cái chậu này xây thế nó hơi mực im coi. Cái đế anh Minh định gì đó anh Minh. Vô rồi. Để mấy cái mà đưa chân cho nó gọn lên trên nó. Đúng nó, rồi. Nó có liền á. Lên chơi xuống gió hả mấy hồi hả? Sáng giờ không ai vô. Có buồn cũng ngon rồi. Nước đợi trong máy chứ. Đó rồi mai phải có nè. Đẹp giống chợ hoa quá ta. Giống chợ hoa quá. Nghe chỗ này giống chợ hoa thiệt luôn á. À. Nó đi bữa trưa vô nó khịa hay ớn luôn á. Của cậu Năm đó. Chọn cái gì mà chọn? Để anh lấy anh Tứ, để anh lấy anh Tứ. Chồng phun xương vô. Tứ rồi hả? Ừ, lấy bình xịt.
Cái bình xịt nó đâu có thấm xuống chân đâu. Ủa nãy dưới có cái lỗ xuống không ta? Chắc là để trong mát này cái quá ta. Để trong mát rồi. Sáng sớm mà quậy mới gọt tưới cái. Có chỉ thiệt không á? Có chỉ thiệt không không? Vậy sao không chỉ nước sôi đã cho rồi chỉ muối? Cái một tấm chỗ này mà nó nở ra nó đẹp cực kỳ luôn nè, đó thấy chưa? Một mới cái này nó chưa nở, nhìn nó mà nở ra nữa nó đẹp lắm luôn á. Cái bên đây là con gái mơ lớn. Còn mấy cái kia là con gái gì thì rồi. Cột tấm là đẹp đúng không? Đúng không? Ờ, cột cái nó gọn, nó không có tấm hết lên mình cột lại. Trong cái chậu á chị thấy không? Ừ, nó đẹp. Cái mâm sâu luôn đó, nó bị thưa ra. Nó rời ra là thấy thành cốc thường ha. Cái này nó lật lìa lật lội lắm, để gì nó lật lìa lật lội lắm. Cái kia nó cũng lật lìa lật lọ nhưng mà nó nằm trong cái sợi dây nó gọn. Chuẩn bị xây chuyên bón hoa luôn. Xốp hoa. Đẹp quá ha. Bên hoa viên người ta đang làm bển kìa. Mình cũng làm. Dòng. Làm như con dòng. Hai. Làm nhớ hết. Đồng hoa hả? Hang mẹ mắm này để thưa ra miếng coi, để sao mà nó dính nùi vậy? Không phải sợ nó gãy á chứ. Đơn giản chứ không biết. Kiếm tiền đi đừng kiếm chuyện. Kiếm tiền đi. Kiếm hoa trồng đi. Phương nó đi buổi trưa vô nó khịa quá mình. Mình không làm việc Phương gì vậy? Làm việc em ở chứ. Rồi ở đâu để im chó khô ha. Minh có cần tứ ở trên cái miệng đó không Minh? Trên miệng dễ hì kìa. Đổ vô ba con ca kìa. Minh. Minh mấy cái miệng vòng vòng nó dơ kìa Minh. Đó. Đó okay, mày. Mày nè. Kìa mấy cái miệng vòng vòng nó dơ kìa. Thôi nồi nhịn. Dạ. Đó, à giờ là giờ là Di Minh đi xách nước tạt chơi nha. Hoa không tưới mà tưới à. Hai gì làm một lỗ từ ngoài vô cho nó luôn rồi. Hai mới số nước. Nãy ai số nước vậy? Cái này nếu mà nó không bó lại nó không bó lại là nó gãy. Nó phải bó lại. Nó gãy. Bó sớm luôn. Tại nó cũng bung ra tà lơi. Gió nó cũng gãy nữa. Cái này mà nó nở ra là nó thành cái thao xôi chứ không phải là cái mâm nữa. Thao mà thao đại bàng á. Cúc thao xôi chứ không phải cúc mâm xôi đâu. Không giờ lấy cái máy cái Di Minh đừng gồng ta nói mình nặng Di Minh. Đừng gồng. Gồng ta nói mình ta biết mình nặng á. Buổi trưa này anh Di Minh rất là giỏi nha. Đó. Ghê chưa? Đó. Đó. Anh Di Minh rất là giỏi nha. Rồi anh Sói dơ cái chậu kia nữa rồi. Cái tạng lần nữa. Dạ em cũng xin kết thúc video đây nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị xem thấy kênh hay thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh ha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo.